Nếu bạn yêu tôi, đừng cuộn xuống. Những đứa con yêu thương trong những lời thánh này, tôi truyền đạt sự chỉ dẫn và khôn ngoan. Tình yêu của tôi dành cho bạn là vô tận, là tia hy vọng và sự cứu rỗi. Hãy ôm lấy lòng tử tế vì nó đưa bạn đến gần tôi và lẫn nhau. Tìm sự thật vì chỉ có trong sự ôm ấp của nó bạn mới tìm thấy sự giải phóng. Hãy tha thứ từ trái tim của bạn, giải phóng những gánh nặng làm khó khăn tinh thần của bạn. Hãy nhớ đoàn kết và sự đa dạng phản ánh kế hoạch thần thánh của tôi. Trong những thách thức và chiến thắng, hãy kiên định tin tưởng vì tôi luôn ở bên cạnh bạn. Hành trình của bạn được mở ra trong những câu thơ này. Hãy để thông điệp vĩnh cửu của tôi chiếu sáng cuộc sống của bạn, nuôi dưỡng tình yêu, sự thông cảm và mối liên kết vĩnh viễn. Cộng đoàn đừng quên tạ ơn Chúa nhé. Amen.